When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades. Xin chúc mừng 30 năm kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Nhưng đây thì con cũng muốn nói đôi lời gửi đến bố mẹ yêu thương của con mà suốt bao lâu qua con chưa thể nói ra được. Bố mẹ biết không, người ta vẫn hay ví von bảo nhau 60 năm cho một cuộc đời. Vậy là từ ngày hôm nay, bố mẹ đã bên cạnh nhau đúng nửa đời người rồi đó. Ai bước vào cuộc sống hôn nhân chắc rồi sẽ hiểu 30 năm là một quãng thời gian dài, thật sự rất rất dài. Từ nhỏ, ngoài những khoảnh khắc niềm vui và hạnh phúc, đã bao nhiêu lần chúng con chứng kiến những giọt nước mắt của mẹ, những lần mẹ gục ngã, những nỗi thất vọng mà mẹ chỉ biết cậy trông vào Chúa. Gia đình mình cũng đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, cùng những trận giận hờn cãi vã. Nhưng vẫn cảm ơn vì bố mẹ vẫn ở đây, vẫn nắm lấy tay nhau như lời thề ước trước Chúa, để chúng con luôn tự hào về gia đình của mình. Trước hết, con xin cảm ơn bố của con, người đã luôn che chở và bảo vệ cho con. Nên đến tận bây giờ, con luôn tự tin vì mình là một cô bé rất mạnh mẽ khi bước ra ngoài cuộc sống bên ngoài. Vì sợ sệt gì nữa đâu, có bố luôn đứng đằng sau rồi. Bố hãy hứa với con phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, để hàng ngày sống thật hạnh phúc với mẹ. Và quan trọng là chăm cháu giúp con nữa. À, nhớ câu bố nói lúc con còn nhỏ không? Con chính là cuộc đời của bố. Câu nói đó đã luôn theo con trong suốt chặng đường con khôn lớn. Và những ký ức tốt đẹp nhất trong tuổi thơ của con, hình ảnh bố là một người bố tuyệt vời nhất. Con sẽ sống xứng đáng với cuộc đời mà bố dành cho con. Bố yên tâm nhé. Còn mẹ, có biết bao nhiêu điều con muốn nói với mẹ. Đối với con, mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời nhất. Đối với con, mẹ là một người phụ nữ vẹn toàn nhất. Đối với con, mẹ chính là tất cả. Mẹ lo cho chúng con có cuộc sống đủ đầy. Con lớn lên trong sự sung túc với sự hy sinh, làm lụng vất vả từ hai bàn tay trắng của bố mẹ. Mẹ giỏi việc nước, mẹ giỏi việc nhà, mẹ giỏi tất cả mọi thứ. Với con, mẹ tuyệt vời nhiều hơn thế nữa. Cho đến bây giờ, sau tất cả những gì bản thân gây dựng, bố mẹ đã có thể sống hưởng thụ cho chính bản thân mình từ đây đến già, là một cuộc sống không lo toan, là những chuyến đi du lịch cùng nhau, đến những nơi mà bố mẹ ao ước đến. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần con thấy bố mẹ sống như vậy. Những gì con thấy lại luôn là sự hy sinh, vẫn luôn là sự toan tính hàng ngày,
Chỉ vì đơn giản, bố mẹ luôn muốn cho chúng con nhiều hơn thế nữa. Vẫn mãi luôn dành dụm, vẫn mãi luôn toan tính vì chúng con. Nhờ sự hy sinh đó mà con luôn tự nhủ với lòng mình rằng sẽ lo cho con cái của mình y như vậy, sẽ tạo cho chúng một nền tảng để gánh vác hết cho chúng cuộc sống sau này. Mẹ có biết mơ ước của con là gì không? Là trở thành một người vợ, một người mẹ như mẹ vậy. Nhưng con biết mãi mãi không bao giờ con làm được điều đó. Bố mẹ luôn dạy con phải sống thật tiết kiệm, hãy sống biết suy nghĩ xa hơn, không phải sống cho hôm nay mà còn cho ngày mai nữa. Chỉ cần con cái có một người cha, một người mẹ biết suy nghĩ như vậy, chúng đã có tất cả rồi. Ước gì một lần con nghe mẹ đòi hỏi thứ gì từ con, ước gì một lần mẹ nói với con mẹ thèm ăn món này món nọ, ước gì một lần mẹ kêu con dắt mẹ đi ăn quán này quán nọ, mua tặng mẹ một cái gì đó mà mẹ thích. Ước gì một lần, chỉ một lần thôi, mẹ sống cho riêng bản thân mình. Từ ngày hôm nay, mẹ hãy bớt yêu thương chúng con lại, bớt hy sinh cho chúng con lại, mà hãy dùng tình yêu thương đó để yêu thương chính bản thân mình. Hãy sống cho mẹ nhiều hơn một chút. Nhờ có sự ấm áp của mẹ mà con biết ba đời là một người lễ phép, kính trọng và biết ơn mọi người xung quanh. Cảm ơn vì Chúa cũng ban cho con một trái tim ấm áp như mẹ, để con đón nhận cuộc sống toàn là màu hồng tươi đẹp. Cảm ơn bố mẹ đã dùng tình thương lớn lao của mình để nuôi nấng và dạy dỗ chúng con nên người. Để giờ đây khi con lớn hơn một chút, có chuyện gì khiến con không vui, con vẫn có một nơi để lắng nghe, có một nơi mà con có thể trở về bất cứ lúc nào. Và chỉ cần nhìn lên bầu trời xanh, không khí trong lành mát mẻ, con vẫn cảm thấy mình là một người thật sự hạnh phúc. Bố mẹ ơi, cuộc sống bây giờ ngày càng khác. Hôm nay người ta có thể yêu người này, nhưng mai lại đi cùng một người khác. Lòng trong hủy ở cái xã hội này khiến bao nhiêu người thèm thuồng khao khát. Họ tự đánh mất giá trị của bản thân mình, đạo đức của con người, mà vô tình quên đi hạnh phúc giản dị ở ngay trước mắt. Vì vậy, khi đi cùng bố mẹ để trao những tấm thiệp, con thấy đâu đó niềm vui dâng trào rưng rưng qua những dòng nước mắt còn nghẹn lại, cùng ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người, cùng những lời chúc phúc tốt đẹp dành cho bố mẹ. Khi là một gia đình, chúng ta có rất nhiều lý do để rời đi và cũng có vô vàn lý do để ở lại. Nhưng thật sự nhất, điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu. Mọi thứ chỉ tốt đẹp và bền vững nhất khi chúng ta vẫn còn yêu. Bố mẹ có nghe lời bài hát ngày hôm nay không? Anh sẽ yêu em mãi cho đến khi chúng mình 70. Con tim này vẫn thổn thức nồng nhiệt như thuở 23. Anh nghĩ sao mọi người có thể yêu nhau theo cách kỳ diệu đến vậy? Còn anh thì yêu em từng ngày. Chúng con đã lựa lời bài hát này dành tặng cho bố mẹ. Từ ngày hôm nay, bố mẹ hãy yêu nhau như năm 23 tuổi. Hãy yêu nhau thật nhiều mỗi ngày, và yêu nhau nhiều hơn ngay cả khi 70 tuổi nữa nhé. Cuộc đời này hạnh phúc nhất là có người bên cạnh ta, yêu thương ta, và cùng ta già đi theo năm tháng. Thật sự rất kỳ diệu phải không? Thật may mắn vì được làm con của bố mẹ, được sống trong một gia đình ấm êm, được là con cháu của dòng họ nội, dòng họ ngoại mà đi đâu con cũng luôn tự hào vì truyền thống yêu thương. Thật biết ơn vì chúng con ở đây. Điều cuối cùng mà con muốn nói, chúng con yêu bố mẹ rất nhiều. Chúng con cũng yêu luôn tất cả mọi người đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Ông bà, cô chú bác, anh chị em thân thương nhất. Con rất biết ơn vì đã dành thời gian quý báu của mình đến đây chung vui với gia đình con. Con xin chúc cho ông bà, cô chú bác, anh chị em có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Con yêu bố mẹ, yêu gia đình nhỏ bé của con và yêu tất cả mọi người. I'm thinking about how people fool
shove